Còn bên hàng top cho B560 của Arus là ngay đây, B560M Arus Pro. Trong hộp sẽ nhận được một chiếc mainboard, 2 dây SATA, 2 cặp ốc NVMe và chỉ thế thôi anh em ạ. Em main này thì có kích cỡ là 10ATX, đằng sau có lên tới là 6 cổng USB 2.0, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 2 cổng USB 3.2 Gen 2, 1 Type-C, 1 Type-A và 2 cổng USB 3.2 Gen 1 anh em nhé. Ngoài ra sẽ còn 6 cổng audio. Bên trong thì có 4 khe DDR4, 6 cổng SATA, 2 cổng NVMe, trên là 4.0, dưới là 3.0, 1 PCIe-X16 4.0, 1 PCIe-X1 và 1 PCIe-X16 này đều là 3.0 anh em nhé. Có tổng cộng là 2 đầu RGB 5V và 2 đầu RGB 12V, cho tổng cộng là 4 đầu RGB. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có cả 4 đầu fan. Front panel thì sẽ có USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 và 2 đầu USB 2.0 anh em ạ. Viên NVMe này thì là 12 cộng 1 phase 5 am, khiến cho anh em có thể cân lên tới là i9 11900 bình thường luôn. Nói chung là em bên này cực kỳ là xịn sò, mua ngay và luôn anh em nhá.